Hello, xin chào các bạn. Như tiêu đề thì chúng ta có một cái câu hỏi, đó là tại sao lại có nước hoa clone? Tại sao lại có những bản đúp? Hay đơn giản hơn, đó là các bạn đã bao giờ ngửi hai chai nước hoa đến từ hai thương hiệu khác nhau, nhưng mà từ phần top note cho đến cả phần dry down nó rất giống nhau. Và chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng tại sao nó lại là như vậy? Phải chăng là các hãng đã lấy trộm công thức, ý tưởng của nhau? Hay là gần đây hơn thì mình cũng có chia sẻ ở trên những cái buổi live bên TikTok là cái câu chuyện về Tom Ford đang kiện một cái thương hiệu của Latafa, đó là thương hiệu Maison Alhambra. Đây, nhà này nhìn khá là giống Tom Ford đúng không? Thì đây là một trong những cái thương hiệu mà đang bị kiện, và toàn bộ những cái sản phẩm trong cái line này của họ đều đã phải gỡ xuống. Và tí nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái mùi hương này so với cái sản phẩm gốc, đó chính là chai Tom Ford Neroli Portofino. Người đã đưa đơn ra kiện cái thương hiệu này, và toàn bộ những cái nội dung về những cái câu hỏi ở trên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong video này nhé. Đầu tiên thì đó là câu chuyện bảo vệ bản quyền của nước hoa. Nhưng trước đó thì chúng ta hỏi rằng là nước hoa có đăng ký được bản quyền sáng tạo hay không? Thì câu trả lời rằng có. Theo như những cái gì mà mình tìm hiểu thì là có, hoàn toàn có thể đăng ký được. Nhưng các thương hiệu họ gần như rằng không hề chủ động làm việc đó. Tại vì khi mà họ phải đăng ký thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ phải công bố những cái công thức, những cái tỷ lệ phần trăm của những cái chất ở trong chai nước hoa đó, và nó đồng nghĩa việc là cái công thức đấy nó không còn bí mật nữa, mà những bên đơn vị nhận cái cấp cái bằng ấy thì người ta cũng có thể tiết lộ cái công thức đó ra ngoài và để rất là nhiều những bên khác có thể copy sao chép được. Đấy là về phần thương hiệu, người ta cũng không chủ động. Cái thứ hai mà mình thấy ở đây đó là nếu như mà mỗi năm hiện tại rơi đâu đó khoảng tầm 2-3.000 sáng tạo, mà tất cả những sáng tạo đó thì đều mang đi để đăng ký bản quyền, thì cái kho ranh giới mùi hương dần dần nó sẽ không còn được những cái bay bổng được cái sự sáng tạo ở trong đó nữa, mà dần dần là ví dụ có một chất, có một mùi A trong đó thì có 5 chất ABCD, thì ông đã đăng ký hết bản quyền của ABCD ông đấy rồi, thì những người sau người ta sẽ không có nhu cầu. Hay các bạn có thể dễ dàng hiểu hơn, đó chính là cái câu chuyện ví dụ tôi cũng là một cái chiếc cốc của Starbucks như thế này, nhưng mà với một cái nét vẽ nhạt nhòa hơn, nhưng mà bây giờ một người khác muốn vẽ chi tiết và cụ thể hơn thì người ta lại không thể nào, tại vì nó đã được đăng ký về bản quyền. Thì với mình thì mình thấy rằng là cái việc đăng ký bản quyền nó sẽ làm giới hạn cái khả năng sáng tạo của những người làm hương. Bên cạnh đó thì cũng có những cái câu chuyện rằng là về ngay ở chính quyền ở bên Pháp thì người ta nói rằng là nước hoa chỉ đơn giản rằng nó là một cái tổ hợp những cái hóa chất lại với nhau, và gần như rằng là nó không có một cái khung để có thể xác định được rằng là sẽ đạt được những cái yếu tố như thế này thì là hàng chuẩn, còn đạt được những cái yếu tố như thế kia thì các ông làm nhái đăng ký sau thì ông làm nhái. Đại khái là các bạn hiểu rằng là vì nước hoa nó là một cái thứ vô hình nên tất cả những đánh giá nó đều mang cái ý kiến khách quan, dù có là từng đấy nhóm mùi hai mùi hương giống hệt nhau, nhưng mà trên da mỗi người thì cái đánh giá cảm nhận nó cũng sẽ khác nhau. Thì đây là những cái khó khăn trong cái việc là đăng ký bản quyền sáng tạo mùi hương cũng như là bảo vệ nó. Vậy thì có một cái câu hỏi rằng đã từng có những thương vụ nào mang ra kiện nhau hay chưa về cái bản quyền sáng tạo về nước hoa? Thì câu trả lời ở đây rằng có. Sau đây sẽ là những cái thương vụ mà mình tìm hiểu được. Đầu tiên đó là thương vụ của cái công ty L'Oréal kiện công ty Belui, một cái công ty ở Bỉ, về cái vấn đề bản quyền sáng tạo. Và mặc dù ở cái khi mà ra tòa án cấp thấp ấy thì người ta xử là L'Oréal thắng, nhưng mà bên Belui người ta đã gửi đơn lên tòa án cấp cao hơn, và cuối cùng thì cái vụ án này nó không đi đến đâu cả, vì đơn giản là bên tòa án của bên Pháp người ta bảo là bản quyền về nước hoa nó không có ý nghĩa, thế nên là bên L'Oréal là bên thua. Và cái này nó mất rất nhiều thời gian, tiền bạc cũng như là công sức của các bên. Ngoài ra thì còn có những cái vụ kiện nó cũng đi vào lịch sử của nước hoa, thí dụ như kiểu là Lancôme.
kiện một cái công ty vào năm ở đây là 2006, Kekofa, và một cái công ty cái tên Prestige của Lancome kiện vào năm 2013. Thì những cái vụ kiện này nó cũng có những cái vụ sẽ có những cái bước đột phá, nhưng mà về cơ bản thì sau những cái vụ kiện này, người ta nhận thấy một điều rằng bản quyền sáng tạo mùi hương nó không được đảm bảo chặt chẽ, nó còn những cái đạo luật nó còn rất là yếu, rất là mông lung, và gần như rằng cái vấn đề này thì chính quyền các bên có không phải là đâu người ta cũng công nhận về cái bản quyền sáng tạo về mùi hương. Thế nên các thương hiệu sẽ kiểu thôi thì nhắm mắt cho qua, mặc dù là tao biết là mày làm giống tao đấy, nhưng mà thôi cũng chả sao cả. Vì cái lãi suất của cái thương hiệu và cái sản phẩm nước hoa làm ra nó đã rất là lớn rồi, nhưng mà người ta cũng sẽ không còn quan tâm quá nhiều, trừ khi nó ảnh hưởng rất rất lớn đến thương hiệu mà họ bị làm nhái thì họ mới kiện, như là những cái vụ này thôi. Còn về cơ bản thì họ sẽ cho qua, và họ sẽ kiểu thôi thì tao không kiện được thì tao sống chung cùng với dịch. Người ta sẽ tận dụng cái việc là có không có bản quyền, nên là người ta cũng sẽ làm những cái mùi hương giống với những cái thương hiệu khác để tạo ra những cái sản phẩm mới cho riêng họ và bán cho những người hâm mộ họ. Đại khái là ừ thì thôi, tao mà kiểu không chống lại được thì tao hòa luôn vào chung. Thì đấy là một vài cái vấn đề về bản quyền sáng tạo mùi hương, những cái câu chuyện xung quanh bên lề. Cái này nếu như bạn nào cần thì có thể inbox cho mình sẽ gửi cho các bạn những cái thông tin để các bạn đọc hơn, để các bạn nắm được về cái bản quyền sáng tạo, tại sao là nước hoa thì nó lại có nhiều những cái sản phẩm làm giống nhau đến như vậy. Rồi quay trở lại với cái thương hiệu ngày hôm nay, đó là thương hiệu Maison Alhambra. Thì hiện tại thương hiệu này đang bị Tom Ford kiện về cái vấn đề đó chính là về thiết kế của mùi của chai nước hoa. Thì như mình đã chia sẻ ở một vài cái video ấy, những cái sản phẩm niche ấy thì họ mà indie nữa, thì như kiểu thương hiệu Nasomato họ đăng ký bản quyền những cái nắp, thì những cái thương hiệu như Tom Ford hay là những thương hiệu designer thì họ sẽ đăng ký bản quyền về cái phần thiết kế, về cái phần logo, rất là nhiều những yếu tố khác nhau. Thì đây là những cái có thể đánh giá được, thì các bạn có thể nhìn lướt qua thôi là chúng ta có thể thấy được rằng là nhìn qua giống hệt một chai Tom Ford. Và một vài cái nữa, kể cả cái phần hộp thôi, cái hộp này trông cũng rất là giống hộp của một chai Tom Ford luôn. Nhìn thế này thì ăn kiện là đúng rồi. Bên cạnh đó thì mùi hương làm lại còn rất giống nữa. Thế nên là với cá nhân mình ấy, thì cái việc kiện như này nó sẽ đảm bảo quyền lợi cho các thương hiệu lớn, cũng như là cái việc người ta đầu tư về phần mùi hương. Còn về cơ bản thì những cái thương hiệu làm clone này, xác định họ làm clone thì họ cần có những cái máy, và qua cái máy đấy thì tất cả những cái dung dịch ở trong có những cái gì thì họ đều biết, và họ sẽ căn chỉnh làm sao để có thể cho ra được cái mùi hương giống với cái phiên bản gốc nhất. Đó, đây là một cái mà làm rất là lợi và lãi, nên là có rất nhiều thương hiệu làm clone ở Việt Nam cũng như vậy. Ở Việt Nam chẳng qua là chưa đánh thôi, chứ mình nghĩ là ở Việt Nam mà đánh thì có rất nhiều thương hiệu dính làm giống từ phần cả tên sản phẩm nhá, làm giống cả phần về thiết kế và mùi nữa. Thế là ở Việt Nam thì chưa kiện, tại vì chắc là tầm ảnh hưởng nó cũng chưa đủ lớn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ngó qua về chai nước hoa này, xem rằng thiết kế của nó cụ thể như thế nào, và một cái nữa đó chính là về phần mùi hương cũng như là hiệu năng, nó có phải là một cái phiên bản đáng mua hay không, và trên góc độ của mình thì có nên mua em nó hay không. Đầu tiên thì như cái hộp của mình cho các bạn xem, là các bạn có thể ngó qua cái phần cái hộp của nó. Cái hộp của nó thì cũng rất là đơn giản, và nó rất giống, kể cả cái phần làm cái phần sần sùi ở phía ngoài đấy, các bạn cũng có thể nhìn thấy là nó vô cùng giống với những sản phẩm của Tom Ford. Nó sẽ là một cái chai 80ml nhá, hơi lỡ cỡ và hơi dở ra. Tom Ford thì các bạn biết rồi là có chai 50 và có chai 100. Đây, còn về thiết kế của em nó thì ui dồi ôi, nhìn ngoài cái phần bo ở phần dưới này không giống Tom Ford ra thì mọi thứ rất rất giống Tom Ford. Từ cái màu xanh cho đến cái phần tem và cái phần tên của sản phẩm này, nó là Porto Neroli của Tom Ford, đó là Neroli Portofino. Đó. Và cái tên thương hiệu thì họ in ở đây, đương nhiên rồi. Và trên cái phần nắp này thì thay vì chữ Tom Ford thì họ cũng tin cái logo và tên thương hiệu của họ. Tóm lại là khác mỗi cái phần đáy thôi. Đây các bạn nhìn phần đáy là các bạn có thể hoàn toàn biết được. Đó.
Và chai thì là chai 80, về cơ bản mua thì đã rẻ hơn mà còn lãi về cả phần dung tích. Thế thì về cái mùi hương của em nó như thế nào? Liệu đây có phải là một bản clone đáng mua hay không? Cái thứ nhất đó chính là cái mùi hương của em này thì qua những cái kênh như kiểu Jensen hay là những cái kênh khác ở trên thế giới, đặc biệt là ở những cái vùng như kiểu Anh và Mỹ, thì người ta đánh giá rất là cao những cái sản phẩm của Maison Alhambra vì chất lượng mùi hương cũng như là cái hiệu năng của nó tốt hơn rất nhiều. Cái thứ hai đó là về trải nghiệm cá nhân của mình. Khi mà mình cầm cái chai nước hoa này về, mình chỉ cần ngửi ở đầu vòi thôi mình bảo ui, đỉnh, giống vãi, thật sự luôn, nó giống một cách đáng sợ luôn. Và ngay sau đó cái việc mình làm cũng sẽ là cái việc như này. Vòi xịt ổn, không có gì phải chê trách. Mình đưa lên ngửi, wow, nó rất rất giống với Tom Ford Neroli Portofino, không chỉ ở đầu vòi mà khi các bạn xịt ra. Nhưng nếu các bạn có hai mùi hương ở đây để có thể trải nghiệm thì các bạn sẽ thấy rằng là với những cái phiên bản của Porto Neroli thì nó sẽ lên cái nét citrus và cái độ mùi dày, mùi của nó sẽ dày hơn khá nhiều so với phiên bản của Tom Ford. Đấy là một cái điểm cộng, tại vì đây là một cái vai mùi thuần cho mùa hè. Thì khi các bạn ngửi con này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái độ chua của chanh nó lên rõ rệt hơn, nhưng nó không phải làm hướng gắt như là những cái con của Amat hay là những cái con của kể cả của Mancera là một cái nhà nít đi chăng nữa. Thì cái citrus ở đây nó chỉ điểm xuyến và làm cho cái mùi hoa ở đây nó bùng nở và nó sáng trưng, nó như kiểu là đang có cái đèn dọi vào hay là những cái buổi sáng mà ánh mặt trời chiếu vào ấy. Thì cái mùi hương này nó đánh giá phần top note nó ngon hơn rất nhiều so với Tom Ford Neroli Portofino. Và khi mà dry down ở trên da mình ấy, thì cái mùi hương này nó không ngả theo cái xu hướng là soapy kiểu sạch sẽ hơi xà phòng đấy. Ở con Tom Ford Neroli Portofino mặc dù nó đã bám kém rồi nhưng mà nó lại ngả cái hơi hướng đấy khá là nhanh. Còn đối với cái phiên bản Porto Neroli của Maison Alhambra này thì nó lại mang tới cho mình một cái mùi hương khá tuyến tính, có nghĩa là nó không có sự biến chuyển quá nhiều mà mùi hương nó sẽ chỉ nhẹ dần đi thôi, và nó không xuống theo cái hơi hướng là cái mùi xạ soapy. Đấy là một điểm cộng của em này, tại vì với mình thì mình thấy rằng là với những cái tông mùi citrus làm kiểu chân thật ban đầu thì dry down nó đa phần nó đều về cái hơi hướng xạ sạch, nhưng mà với phiên bản này thì không nha. Và một cái yếu tố nữa mà mình thích ở con này đó là mùi hương con này nó có một cái độ dày có thể nói là gấp đôi kể cả khi top note đến khi dry down so với Tom Ford Neroli Portofino. Và một cái nữa mà các bạn sẽ cực kỳ thích ở em này đó chính là về phần hiệu năng. Hiệu năng của nó trên da mình nó tỏa tốt trong khoảng tầm hơn 1 tiếng đầu. Đây là mùi hương mà mình đã mang đi cho cô em Đức, tại vì nó mới mua mùi Tom Ford Neroli Portofino 50ml với cái giá hơn 2 củ khoai, gần 3 củ. Và sau khi cầm chai này nó nói với mình rằng anh ơi, anh review xong anh bán lại cho em được không? Tại vì em cũng chỉ cần từng ngày để xịt mùa hè thôi. Mình bảo ok thì anh sẽ làm review xong rồi anh đưa lại cho mà dùng. Thế bảo vâng, tại vì em thấy rằng là mùi hương, thứ nhất là bọn mình ngồi với nhau 2 tiếng đồng hồ buổi tối và mùi hương nó vẫn còn nguyên trên da và tỏa một cách rõ rệt đều có thể ngửi thấy. Đấy là điểm cộng nhá. Cái thứ hai là về độ lưu hương của nó. Thì cái mùi hương này lưu trên da mình đâu đó tầm 4 đến 5 tiếng. Đây thực sự là một cái điều rất bất ngờ. Tại vì nếu như những bạn nào đang và đã sử dụng qua Tom Ford Neroli Portofino thì các bạn sẽ biết là ui, nhiều khi nó có cảm giác như kiểu đang ném tiền vào cửa sổ ấy. Cái đồng tiền của mình cùng với cái hiệu năng của cái con Tom Ford nó không tương xứng một xíu nào. Trên da bạn nào tốt thì may ra 2 đến 3 tiếng thôi, 3 tiếng là giỏi. Đấy, còn với phiên bản Forte được đầu đâu đó tầm 4 đến 5 tiếng. Với phiên bản này thì các bạn nhận được giá rẻ hơn, dung tích mild hơn và mùi hương thì đậm hơn, dày hơn, không có cảm giác khó chịu và lại còn lưu và tỏa tốt hơn. Mọi thứ hiện tại Maison Alhambra làm cực kỳ tốt. Và mình nghĩ là đó cũng là cái lý do vì sao mà Tom Ford cần phải đi kiện để cho những thương hiệu này có một cái nhìn gọi là rõ nét hơn là chúng mày đang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ta. Đó. Và mùi hương này nó có đáng mua hay không thì chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Thứ nhất đó là trên góc độ một người dùng cơ bản
các bạn chả biết rằng là Tom Ford là ông nào, các bạn cũng chả biết là đứng sau Tom Ford là Estée Lauder, bán từ bao giờ, mùi hương của Tom Ford Neroli Portofino thì nó có những bản như thế nào. Đơn giản rằng tôi thích Tom Ford Neroli Portofino, và cái thứ hai là tôi không có đủ điều kiện tài chính nhưng mà tôi muốn một cái mùi hương bám tốt hơn, thì hãy mua chai nước hoa này. Mình đảm bảo với các bạn, chai nước hoa này nó sẽ giải quyết tất cả những cái vấn đề mà Tom Ford Neroli Portofino để lại. Thế thôi. Còn cũng đừng khoe ra rằng là tôi dùng chai nước hoa này vì tôi thấy rằng là tốt, nó cũng xịn sò, nhưng mà thực ra khoe ra người nào biết người ta cười rồi. Còn với cá nhân mình ấy, thì có lẽ mình sẽ quay trở lại với Maison Alhambra khi mà họ đổi về phần thiết kế. Tại vì mình cũng là một người dùng cơ bản, nhưng mình tôn trọng cái vấn đề về sáng tạo. Ok, nếu như mà không kiện cáo gì thì câu chuyện đấy có thể nghe được. Nhưng mà với mình thì mình cực kỳ ghét những sản phẩm nó đã làm clone về mùi rồi nhưng họ còn làm cái phần thiết kế giống hệt những cái phiên bản gốc để nó có thể bán chạy, đỡ phải PR, đỡ phải marketing. Đấy là một cái điều mình cực kỳ ghét. Và đó là những cái điều mà những cái thương hiệu Việt họ không nghiêm túc với những sản phẩm của họ. Mặc dù là ok, có thể đi copy concept cũng được, không vấn đề gì, nhưng chúng ta cần có một cái tên. Chúng ta là một người Việt, chúng ta có thừa sự sáng tạo. Đây, mặc dù không phải thương hiệu Việt nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được cái nạn đấy. Nó cũng là một cái nạn quá là bình thường ở trên thế giới. Họ lười, họ không muốn dành quá nhiều chi phí nên là họ sẽ copy từ phần mùi cho đến cả phần thiết kế. Và với cá nhân mình là một người sưu tầm mùi hương, mình cũng có tìm hiểu, thì mình không đồng thuận với cái vấn đề là làm giống hết như thế này. Tại vì bản quyền thì không có, nhưng mà bản quyền về thiết kế chắc chắn có. Và với mình thì mình sẽ chờ Maison Alhambra sẽ ra một cái thiết kế khác, một cái tên khác, nhưng mà vẫn sẽ là một cái mùi hương như thế này, thì mình sẽ tiếp tục ủng hộ. Vì mùi hương nó có ngon quá các bạn. Mùi hương ngon thật. Nó kiểu anh học lực giỏi nhưng mà mỗi tội anh đạo đức kém ấy. Đấy, đấy là một cái cảm nhận như vậy. Và con này thì tất nhiên là các bạn sẽ xài vào mùa hè thôi. Các bạn chỉ đơn giản thích một cái mùi hoa nhài, mùi nó đúng kiểu một cái chậu hoa nhài vào buổi sáng vừa mới mưa xong. Các bạn ngửi như thế nào thì mùi hương này nó như thế. Và nó cũng không giới hạn về độ tuổi cũng như là phong cách. Các bạn mặc nó vào dịp như thế nào cũng được. Và giới tính nam hay nữ thì đơn giản thích một cái mùi như vậy là hoàn toàn có thể mua xài. Và vừa rồi đó là một vài thông tin mình chia sẻ về bản quyền nước hoa và cái câu chuyện về Tom Ford đang kiện Maison Alhambra. Và cái mùi hương cũng được đánh giá rất là cao, công nhận, xác nhận là nó ngon thật. Và quan điểm của các bạn như thế nào về vấn đề bản quyền, về vấn đề của Porto Neroli, của Maison Alhambra, thì hãy chia sẻ bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye.